quý vị, Florida trở thành tiểu bang đầu tiên khuyến cáo là không nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em khỏe mạnh. Một quan chức địa phương cho biết vào ngày thứ hai vừa qua, tức là ngày 7 tháng 3, rằng Florida sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn nước Hoa Kỳ khuyến cáo là chính thức không tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em khỏe mạnh. Tổng bác sĩ phẫu thuật Florida là bác sĩ Joseph Lapardo đã thông báo về động thái này và điều này sẽ bất chấp hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC rằng tất cả trẻ em từ 5 tới 7 tuổi phải được tiêm chủng. Lavado cho biết rằng Bộ Y tế của Florida sẽ là tiểu bang đầu tiên chính thức khuyến cáo không tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em khỏe mạnh. Nhưng ông không nói rõ hay nói rõ khi nào thì cơ quan này sẽ chính thức công bố hướng dẫn của mình. CDC đã nói rằng tiêm chủng coronavirus mang lại cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại việc nhập viện cũng như là tử vong vì căn bệnh này. Trẻ em được biết ít có nguy cơ có các triệu chứng nghiêm trọng do COVID-19 gây ra hơn là người lớn. Nhưng các chuyên gia y tế công cộng cho biết rằng vaccine này cũng còn giảm nguy cơ mắc bệnh của chúng và giúp ngăn ngừa lây lan virus. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đã phê duyệt việc sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em dưới 5 tuổi dựa trên những phát hiện của một nghiên cứu cho thấy rằng liều lượng dành cho trẻ em có hiệu quả là 91% trong việc ngăn ngừa những trường hợp có triệu chứng của virus đối với các trẻ em có những bệnh nền bệnh sẵn có như là béo phì tiểu đường hoặc là hen suyễn thì phải đối mặt với một nguy cơ ốm nặng và nhập viện cao hơn mức bình thường thư ký báo chí nhà trắng cô jen Psaki đã chê bai thông báo này của ông lavado Taki cho biết rằng điều đó vô cùng đáng lo ngại khi vẫn còn đó những chính trị gia giao dáng những thuyết âm mưu ngoài kia và gây nghi ngờ về việc tiêm chủng khi nó thực ra là công cụ tốt nhất của chúng ta để chống lại căn bệnh này